Minecraft nhưng blog giới ngẫu nhiên. Ok, mình thấy khá là nhiều YouTuber đã làm rồi nên bây giờ mình mới bắt đầu làm đây. Và mục tiêu của mình sẽ là đi kiếm kim cương nha. Và mình nghĩ là rất sẽ khá là dễ thôi. Trước tiên thì chúng ta sẽ phải đi lấy gỗ. Có vẻ như gỗ không rơi ra gỗ. Nó rơi ra cái gì đây? Hoa thì cũng không rơi ra gỗ. Trời ơi, toàn đồ vớ vẩn tí này. Hay mục tiêu bây giờ của mình sẽ là đi kiếm gỗ nha. Gỗ đi nào. Hoa đỏ, hoa trắng không rơi ra gì cả. Có cả tổ ong này. Rơi ra gỗ đi. Gỗ. Gì đây? Di chuyển. Bam. No. Đông. Hoa này thì sao? Gỗ. Đây là cái đèn mới ở phiên bản 1.19 này. Gỗ. Không phải gỗ. Gỗ. Đúng là gỗ nhưng mà không phải gỗ mà tao cần. Có một cái làng. Gỗ đi nào. Gỗ, let's go. Subscribe giúp cho mình lên được 100k sub trước cuối năm nha.